Xin chào quý vị khán giả và các bạn đang theo dõi kênh YouTube diễn giả Phan Đăng. Thưa quý vị, chương trình của chúng tôi ngày hôm nay có một cái tên là Người trẻ hoang mang học được gì từ Điện Biên Phủ. Quý vị có bất ngờ với cái tên đó không ạ? Thời gian vừa rồi thì tôi có gặp một số người trẻ và được biết là họ đang rất là hoang mang về đời sống. Họ không biết là hôm nay họ đang sống vì cái gì. Họ không biết là họ có vượt qua được khó khăn trong tương lai của mình hay không. Họ không biết là ý nghĩa cuộc đời của mình nằm ở đâu. Họ không biết là tương lai rồi sẽ chào đón họ hoặc là chờ đợi họ như thế nào. Thì trong rất nhiều những cái phương pháp để mà giải quyết tấn bi kịch đó, mà tôi gọi là tấn bi kịch hiện sinh, tức là mất đi cái ý nghĩa về việc mình hiện tồn trong cuộc đời này, thì trong rất nhiều những cái phương pháp để đối diện và giải quyết tấn bi kịch này, tôi nghĩ rằng tựa vào lịch sử chính là một phương pháp. Bởi vì người trẻ và cả chúng ta cũng vậy thôi, cả người lớn, ta đọc sử không chỉ để nghiên cứu lịch sử, để hiểu về lịch sử, mà suy cho cùng đó là đọc sử ta học được bài học gì cho cuộc đời của chính ta trong thời hiện đại hôm nay. Thế thì cái bài học đầu tiên mà tôi nghĩ rằng những người trẻ đang hoang mang tìm đường đó, có thể học được từ một sự kiện lịch sử như chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954, đó chính là bài học về việc hoạch định tương lai. Thưa quý vị, đặc biệt là thưa các bạn trẻ, sau hàng chục năm nói về chiến thắng Điện Biên Phủ là chúng ta đang nói về cái chiến thắng được xác lập vào năm 1954. Và khi chỉ nói đến một cái kết quả cuối cùng, một cái chiến thắng cuối cùng, thì chúng ta dễ có một cái cảm giác đó là chiến thắng ấy nó rất là thuận lợi, chiến thắng ấy nó rất là dễ dàng. Nhưng thực ra đó, trong cuộc đời có cái chiến thắng nào là dễ dàng hay không? Tôi xin lùi lại thời gian một chút, không phải là 1954 mà là 1945. Nếu như quý vị đọc sử và các bạn trẻ đang học sử trong nhà trường thì ai cũng biết là cuộc cách mạng tháng 8 năm 1945 là cuộc cách mạng mà Việt Minh tận dụng thời cơ phe phát xít Nhật đang thua, đang thất thế trong cuộc chiến tranh thế giới lần thứ hai để mà giật lại chính quyền từ phía Nhật. Và đỉnh cao của nó là việc mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản tuyên ngôn độc lập để mà tuyên bố khai sinh ra một nước Việt Nam mới vào ngày 2 tháng 9 năm 1945. Ta phải trở lại và nói rất kỹ về bối cảnh này. Và quý vị đều biết đó, trong bản tuyên ngôn đó thì Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn đi nhấn lại một điều là thực dân Pháp đã hai lần bán nước ta cho Nhật. Ý nói rằng bây giờ ta giật lại chính quyền từ tay Nhật thì người Pháp cũng không còn cái tính có lý nữa để có thể quay trở lại Việt Nam, quay trở lại Đông Dương để mà đô hộ mảnh đất này thêm một lần nữa. Chúng ta đã nói lý như vậy, chúng ta đã khẳng định về mặt pháp quyền như vậy. Nhưng trên thực tế, khi người Pháp quay trở lại Đông Dương và thực sự muốn thống trị lại mảnh đất này lần nữa thì chúng ta đã làm gì? Thưa quý vị, chúng ta đã làm, đó là làm một việc toàn quốc kháng chiến năm 1946. Tức là chúng ta vùng lên để mà đánh Pháp. Và đỉnh cao tiêu biểu cho toàn quốc kháng chiến đó, chính là cái trận đánh mà bảo vệ thành Hà Nội năm 1946. Mùa đông năm 1946 là một trận chiến rất đặc biệt. Trận chiến đấy có phải là ta đánh giặc để đuổi giặc không? Có phải là ta đánh giặc để mà ta nhất nhất bảo vệ Hà Nội, bảo vệ tất cả những cái gì mà ta vừa giật được hay không?
không phải là như vậy. Tất cả chúng ta đều hiểu, toàn quốc kháng chiến là toàn quốc bắt đầu bước vào một cuộc kháng chiến trường kỳ. Kháng chiến trường kỳ có nghĩa là kháng chiến nhiều năm. Về lý, ta vừa giật lại chính quyền từ tay Nhật, ta vừa tuyên bố là Pháp không có cái cơ sở pháp lý nào để quay trở lại Đông Dương. Vậy thì tại sao ta không kháng chiến nhanh, ta không đánh nhanh mà ta phải kháng chiến trường kỳ? Là bởi vì so đọ về sức mạnh lúc đó, thật sự quân đội của chúng ta ở thế yếu so với người Pháp. Cho nên chính nghĩa ta có đấy, nhưng mà thực lực ta yếu, cho nên ta không thể bảo vệ ngay được, mà ta phải rút khỏi Hà Nội, ta rút khỏi đô thị, ta chuyển thủ đô kháng chiến lên Việt Bắc, tức là chuyển vào một cái vùng rừng núi để thực hiện kháng chiến lâu dài. Cái cuộc chiến năm 1946 ở thành Hà Nội không phải là một cuộc chiến để giữ thành, giữ đất, mà là một cuộc chiến để cầm chân địch. Cầm chân địch để ta có cơ hội rút lui và chuẩn bị cho kháng chiến lâu dài. Đây là một điều rất là quan trọng. Và ta liên hệ một chút, các bạn trẻ hãy liên hệ một chút. Cuộc đời của các bạn cũng có những lúc phải kháng chiến lâu dài đấy. Bây giờ có thể là các bạn đang hoang mang, bây giờ có thể là các bạn đang chưa tìm được ý nghĩa của đời sống, bây giờ có thể là các bạn đang phải làm một công việc mà các bạn chưa yêu thích, không yêu thích. Và tâm lý của các bạn đó thì luôn luôn muốn là ta phải giải quyết vấn đề ngay. Thật ra nếu giải quyết vấn đề ngay được đó thì tốt quá, thì tốt quá. Nhưng đa phần trong những trường hợp như thế này là ta chưa đủ điều kiện để giải quyết ngay. Cho nên lúc đó ta phải nghĩ đến chuyện kháng chiến trường kỳ. Một dân tộc cần một cuộc kháng chiến trường kỳ, thì đời một con người cũng cần một cuộc kháng chiến trường kỳ. Và chính từ cái tư tưởng kháng chiến trường kỳ, tức là hôm nay ta chưa thắng được, ngày mai ta chưa thắng được, năm sau ta chưa thắng được, nhưng ta có một ý chí đúng, ta có một sự chuẩn bị đúng, thì nhất định một lúc nào đó ta sẽ thắng được. Và thực tế là sau 9 năm, kể từ cái thời điểm phải rút khỏi đô thị, rút khỏi Hà Nội, thì chúng ta đã làm nên một trận Điện Biên Phủ chấn động địa cầu năm 1954. Ta đọc sử lại để soi vào đời ta. Nếu hôm nay đời ta đang ở thế yếu, đời ta đang hoang mang, nhưng ta thứ nhất là không có niềm tin, thứ hai là không có một chiến lược. Mà chiến lược cụ thể ở đây đó, ví dụ như kháng chiến trường kỳ, ví dụ như phải chuẩn bị một kế hoạch lâu dài, thì 3 năm tới, 6 năm tới, 9 năm tới, đời ta sẽ đi về đâu? Thưa quý vị, bài học thứ hai mà những người trẻ đang hoang mang, đang bất định có thể học được từ Điện Biên Phủ đó chính là bài học về việc phải hiểu mình, phải hiểu mình. Tôi nói điều này là bởi vì quý vị đều biết rằng cái giai đoạn 53-54 đó, khi mà ta quyết định dồn quân vào Điện Biên Phủ để mà quyết chiến với người Pháp, để mà đặt ra một mục tiêu đạt đến một chiến lợi, chiến thắng hoàn toàn ở Đông Dương, thì lúc đầu là ta nghe theo cố vấn Trung Quốc. Ta định thực hiện một cái chiến lược là đánh nhanh thắng nhanh. Đánh nhanh thắng nhanh có nghĩa là ồ ạt xông lên, đổ rất là nhiều quân vào, đánh trong một thời gian ngắn để mà bằng mọi thứ, bất chấp mọi giá, bất chấp mọi sinh mệnh, ta kiên quyết giành chiến thắng. Và cái chiến thuật này khi mà cố vấn Trung Quốc đưa ra đó, là lúc đầu ta đã đồng ý rồi. Và ta cũng đã chuẩn bị quân, chuẩn bị lực, chuẩn bị pháo, chuẩn bị người, chuẩn bị rất rất nhiều các yếu tố khác để thực hiện cái chiến thuật là đánh nhanh, thắng nhanh. Nhưng phút cuối cùng đó thì vị tướng lỗi lạc của quân đội nhân dân Việt Nam là Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã quyết định thay đổi chiến thuật đánh. Ta không nghe theo cố vấn Trung Quốc,
là đánh nhanh thắng nhanh nữa, mà ta chuyển sang đánh chắc thắng chắc. Và ta thuyết phục cố vấn Trung Quốc là tin vào và nghe theo cái sự chuyển đổi này của ta. Đây là một bài học vô cùng quan trọng. Cố vấn Trung Quốc là đến từ Trung Quốc. Và người Trung Quốc đó thì người ta có một cái lượng dân số khác. Người ta có một cái tư tưởng chiến tranh khác. Cho nên người ta có thể thực hiện cái chiến thuật là đánh nhanh thắng nhanh. Nhưng ta có thể nghe họ, nhưng nghe để tham khảo thôi. Ta phải hiểu ta đang có gì. Ta phải hiểu quân ta là ai. Ta phải hiểu là sức ta ở đâu. Ví dụ như này, để đánh nhanh thắng nhanh đó, thì ta phải hiệp đồng các binh chủng rất là mạnh. Nhưng mà quân đội ta thì cũng chưa có nhiều sự tập dượt để mà có thể hiệp đồng binh chủng rất là mạnh. Rồi đánh nhanh thắng nhanh đó, là ta phải chấp nhận một lượng hy sinh quân rất là lớn. Mà đặc điểm dân số của ta, đặc điểm quân sự của ta, liệu có phù hợp với việc là chấp nhận hy sinh quân đông như vậy hay không? Cho nên á, nghe cố vấn thì cứ nghe, nhưng rốt cuộc ta phải hiểu mình. Ta phải hiểu mình. Bởi vì nếu ta nghe mà ta không hiểu chính ta đó, thì cái nghe ấy có thể là một cái nghe máy móc. Cái nghe ấy có thể là một cái nghe mà không phù hợp với mình. Và đây lại là một điều nữa những người trẻ hôm nay cần rút kinh nghiệm. Tôi lấy ví dụ như là bây giờ người trẻ nuôi con chẳng hạn. Nào là nuôi con kiểu Israel, nào là nuôi con kiểu Nhật Bản, nào là nuôi con kiểu Hàn Quốc, rồi nuôi con kiểu Mỹ, nuôi con kiểu Úc, nuôi con kiểu Anh. Tôi thấy là đôi khi rất nhiều luồng quan điểm và nó cứ hỗn loạn hết cả lên. Và rất nhiều người trẻ đó là máy móc nghe theo một trường phái nuôi con nào đó. Nhưng thật ra họ có hiểu chính họ không? Họ có hiểu cái đặc điểm văn hóa của mình không? Nếu ta không hiểu mà ta áp dụng máy móc phương Tây vào, hoặc là áp dụng máy móc một trường phái nào vào, chưa chắc đã phù hợp. Hay là những người trẻ đang loay hoay tìm đường cũng vậy. Bây giờ thì có nhiều chuyên gia, và họ có thể nghe ý kiến của bạt ngàn các chuyên gia. Đôi khi chuyên gia A thì nói kiểu A, chuyên gia B thì chỉ cách tìm đường kiểu B, chuyên gia C thì chỉ cách tìm đường kiểu C. Cái việc nghe đó có cần thiết không? Tôi nghĩ là rất cần thiết, rất cần thiết. Và ở một cái thời đại mà mạng xã hội phát triển, Internet phát triển, các luồng thông tin phát triển, thì việc nghe như vậy là rất là dễ dàng, không có khó khăn gì cả. Nhưng từ bài học của Điện Biên Phủ, ta nên rút ra một điều là ta phải nghe trên cơ sở ta hiểu ta trước đã. Ta phải nghe trên cơ sở ta giải mã chính ta trước. Chứ nếu ta nghe vội vàng, máy móc, áp dụng một cách khuôn sáo, không hiểu chính mình, thì cái nghe ấy cẩn thận có khi lại lầm lạc. Và đây là một bài học mà tôi nghĩ rằng đó hết sức là quan trọng trong một thời đại bội thực thông tin như ngày hôm nay. Thưa quý vị, bài học thứ ba mà chúng ta có thể học được từ Điện Biên Phủ đó là bài học về một chữ dám trong đời người. Suốt từ lúc nãy, tôi đã phân tích rất kỹ về việc là chúng ta chuyển từ đánh nhanh, thắng nhanh theo sự cố vấn của các chuyên gia quân sự Trung Quốc sang đánh chắc, thắng chắc dựa trên những phân tích thực tế và rất hiểu mình của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Tôi nói như vậy, nghe thì nó trôi tuột một cái. Nhưng mà ta phải đặt vào bối cảnh chiến trường lúc đó. Khi ta chuẩn bị đánh nhanh thắng nhanh và ta đã đưa tất cả pháo kéo vào Điện Biên để thực hiện cho việc đánh nhanh thắng nhanh rồi, mà ta lại chuyển ra đánh chắc thắng chắc, thì có nghĩa là ta phải kéo pháo, kéo vũ khí lại từ Điện Biên trở về. Kéo pháo vào là mất sức người, sức của, mồ hôi, công sức, xương máu của bao nhiêu là dân binh, đâu có đơn giản. Rồi kéo pháo ra, ta lại mất chừng ấy thứ công sức nữa. Đấy là một việc vô cùng khó khăn.
Cho nên á, ở thời điểm mà quyết định đổi chiến lược đánh thì có nghĩa là cái người cầm quân lúc đó là Đại tướng Võ Nguyên Giáp ấy, phải có một chữ dám rất lớn ở trong cái suy nghĩ của mình. Tất nhiên là chúng ta tin là chúng ta sẽ thắng, nhưng mà phải nói thật là trong các cái phân tích quân sự đó, cũng như trong cuộc đời thôi, không có cái niềm tin nào 100% được đâu. Bao giờ cũng có nguy cơ sai số chứ. Thế nếu như bây giờ đã chuẩn bị hết để đánh nhanh thắng nhanh, rồi ta lại chuyển qua đánh chắc thắng chắc, mà ta cuối cùng không thắng thì sao? Lúc đấy điều gì sẽ xảy ra đối với người thay đổi quyết định? Đây là một cái yếu tố mà tôi cho rằng hết sức quan trọng, buộc chúng ta phải phân tích kỹ. Và tôi có nghe ý kiến của một nhà sử học người Pháp phân tích rất sâu sắc về điều này. Thưa quý vị, đó là nhà sử học Boudaren, người Pháp, đã viết trên tờ là Người Quan Sát Mới một cái nhận định như sau: tướng Giáp đã thế chấp sinh mạng chính trị của mình cho trận đánh này. Nếu thua, ông mất hết. Lúc đó dù còn sống cũng chỉ là một sự tồn tại với ông mà thôi. Nhưng rồi ông vẫn quyết định không đánh nhanh thắng nhanh, mà chuyển sang bao vây, đánh lấn, đánh chắc, tiến chắc. Thưa quý vị, tôi cho rằng đây là một phân tích rất là khách quan. Rõ ràng là ở cái thời điểm ngàn cân treo sợi tóc như vậy, người tướng cầm quân đã có một chữ dám rất lớn trong cuộc đời binh nghiệp của mình. Dám sẵn sàng đánh đổi cả một sinh mệnh chính trị của mình để làm một cái việc mà mình cho là đúng đắn hơn, phù hợp hơn. Và bài học rút ra ở đây là cuộc đời của bạn, cuộc đời của tôi, cuộc đời của rất nhiều người trẻ, và có thể là cuộc đời của cả những người không còn trẻ nữa. Đôi khi đó, ta phải có một chữ dám như vậy. Một chữ dám để mà thoát ra khỏi cái vùng an toàn của mình. Một chữ dám để mà ngay cả khi có lỡ không thành công, thì ta cũng được trải nghiệm với tất cả những vùng suy nghĩ của ta. Nhưng chữ dám ở đây phải được xây dựng trên một cái điều kiện là sự phân tích tình hình thấu đáo, sự phân tích lý trí thấu đáo. Bạn đang làm một công việc, bạn chán cái công việc đó, nhưng bạn sẽ làm gì nếu bạn bỏ cái công việc đó? Bạn phải phân tích thấu đáo, bạn phải lý giải thấu đáo, và sâu xa ra đó là bạn phải hiểu mình thấu đáo. Và sau khi thấu đáo rồi thì bạn mới cần có một chữ dám tiếp theo để mà thực tiễn hành động. Và kể cả thấu đáo đến đâu thì thấu đáo, tôi vẫn xin nhắc lại, nguy cơ sai lầm, nguy cơ rủi ro là có chứ không phải không. Nhưng khi ta đã phân tích thấu đáo rồi, ta đã dám rồi, thì ngay cả khi thất bại, ta cũng dám đối diện cùng thất bại. Một chữ dám như thế là vô cùng quan trọng đối với đời một con người. Thưa quý vị, bài học thứ tư và cũng là bài học cuối cùng mà tôi nghĩ rằng những người trẻ bây giờ có thể học được từ Điện Biên Phủ đó, đó là việc ta phải có một tinh thần đúng, một phương pháp đúng để mà sốc dậy cái tinh thần tư tưởng của chính ta trong những giờ phút khó khăn. Bây giờ ta cứ nói là chiến thắng, chiến thắng, chiến thắng, và nó lại cho ta một cảm giác là âm hưởng chiến thắng nó rất là trôi chảy. Nhưng mà từ nhỏ khi mà đọc về trận Điện Biên Phủ đó, tôi nghĩ rằng là cũng phải có lúc khó khăn lắm chứ. Khó khăn không chỉ trong cái con tính chiến lược của người cầm quân như tướng Giáp, mà khó khăn cả trên thực địa chiến trường nữa. Và tôi đã đi tìm rất nhiều những cái tài liệu nói về khó khăn này để xem là chúng ta đã làm gì để vượt khó. Thưa quý vị, và mới đây đó, tôi đã được đọc một ý kiến trên báo điện tử VN Express
của Đại tá Nguyễn Hữu Tài. Đại tá Nguyễn Hữu Tài là nguyên chủ nhiệm chính trị Trung đoàn 209, tức là Trung đoàn Sông Lô, Đại đoàn 312. Thì Đại tá Nguyễn Hữu Tài đã phân tích là có những lúc đó, có những lúc đó mà khi kéo pháo vào rồi, rồi cuối cùng lại phải kéo pháo ra, thì tinh thần của lính lúc đó, của anh em lúc đó là cũng có người hoang mang, chứ không phải không đâu. Thì Đại tá Nguyễn Hữu Tài có nói nguyên văn là anh em hoang mang hỏi vì sao lại phải kéo pháo ra. Như tôi đã nói đấy, kéo vào là vất vả lắm rồi, bây giờ lại phải kéo ra. Bây giờ các bạn trẻ hãy tưởng tượng là tôi nhờ các bạn bê cho tôi một cái bao tải gạo, một yến đi, chỉ là từ tầng 1 lên tầng 2 thôi. Xong rồi tôi lại bảo bạn là bê từ tầng 2 xuống tầng 1, là trong tâm lý của bạn lúc đó có lẽ là cũng khó chịu. Đấy là một sự thật. Đây là kéo vào cả một cái chiến trường, đường đi rừng núi gian nan, treo leo hiểm trở, thế mà bây giờ lại phải đi kéo ra. Thì tinh thần hoang mang của một số anh em nào đó là logic chứ, vì chúng ta là người mà. Đó. Và Đại tá Nguyễn Hữu Tài còn nói là đoàn Sông Lô đó được lệnh là kéo 12 khẩu pháo vào đến chiến trường trong 9 ngày đêm. Thế mà cuối cùng lại phải kéo ra, mà đường kéo ra đó thì lại bị lộ. Cho nên lúc đó máy bay Pháp oanh kích ngày đêm, và người Pháp còn giải truyền đơn là sẵn sàng nghênh đón Việt Minh. Cho nên trong quá trình kéo pháo ra thì bộ đội hy sinh, bị thương rất là nhiều, thiệt hại bằng một trận đánh cứ điểm. Và đại tá nói rất là khách quan một câu như thế này: những bi quan tiêu cực đã phần nào ảnh hưởng tới tinh thần chiến đấu. Có người muốn lui lại phía sau để nghỉ ngơi. Là một người đọc sử, tôi rất là chú ý đến những phân tích thực tế như thế này. Và tôi nghĩ rằng cái logic tâm lý đó cũng là một logic tâm lý có thể hiểu được. Có những người muốn lui lại phía sau để nghỉ ngơi, mặc dù trước đó là rất quyết tâm, nhưng mà khó khăn vất vả, thấy đồng đội hy sinh như thế, đâu đó cũng phải có sự nao núng chứ. Chứ thần kinh của chúng ta đâu phải là thép. Đó. Nhưng mà chính trong những lúc khó khăn nhất, tư tưởng của một số anh em có thể dao động nhất, thì công tác tâm lý được thực hiện rất là triệt để. Thì theo tiết lộ của đại tá là lúc đó đó, các cái đợt chỉnh quân để mà làm tư tưởng của anh em đó, được thực hiện rất là quyết liệt. Và chính nhờ cái công tác tâm lý chiến rất là triệt để và quyết liệt đó, mà toàn bộ tinh thần của đoàn quân được sốc lại, để rồi cuối cùng mới làm nên một chiến thắng mà chúng ta hay nói là lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu. Thế thì bài học rút ra ở đây là trong cuộc đời của tôi, của bạn, mặc dù có thể chúng ta có những cái niềm tin sắt đá rồi, mặc dù chúng ta có những cái sự chuẩn bị kỹ lưỡng rồi, nhưng trong quá trình thực tế ta cũng không tránh khỏi những lúc khó khăn đâu. Những lúc ta gần như bên bờ vực phá sản, những lúc mà những người thân nhất có thể quay mũi giáo với ta. Cái đau nhất của đời người đó, đôi khi là chính những người thân nhất quay mũi giáo với ta. Khi ta thất bại, không phải là người ngoài đâu, mà có thể chính bố ta, mẹ ta, vợ ta, chồng ta, anh em ta nhìn ta một cách đầy coi thường. Tôi là người đã thấm thía đâu đó cái điều này, cho nên tôi hiểu lắm. Vậy thì những lúc khó khăn như thế mà ta buông thì có đáng không? Có đáng là một cuộc đời không? Có đáng là một kiếp người không? Lúc đó hãy nhớ đến trận Điện Biên Phủ, với những cái giờ phút mà như tôi vừa nói đấy, cũng có những lúc anh em nao núng, muốn lùi lại phía sau, như tiết lộ của một người trong cuộc. Ấy thế mà, khi công tác tâm lý được thực hiện, tư tưởng được đả thông,
những người lính ấy đã vượt lên cái nỗi hoang mang của mình để mà tiến vào trận đánh và làm nên một chiến thắng sau cùng. Và tôi thì càng ngày tôi càng nghiệm đó, chiến trận cũng như cuộc đời, vượt qua những giờ phút khó khăn nhất, tức là vượt qua chính mình đây này, chứ không phải là vượt qua một người ở bên ngoài mình. Điều đấy khó khăn vô cùng. Nhưng càng khó khăn, ta càng làm được, thì lúc đó cái thành quả của ta nó càng tuyệt vời. Và tôi nói điều này dành riêng cho những bạn trẻ đang rất là hoang mang, đang rất là thấy đời mình sao mà chán thế, thấy đời mình sao mà mất ý nghĩa thế, thậm chí mình chỉ muốn buông thôi, thậm chí mình chỉ muốn chết thôi. Tôi đã gặp những bạn trẻ như thế và cả những người trưởng thành như thế. Thì nếu như quý vị nào đó đang rơi vào hoàn cảnh này, quý vị xem video clip này trong khoảnh khắc này, tôi cầu mong quý vị hãy nghĩ lại, hãy nghĩ lại. Và bài học này là một bài học mà rõ ràng lịch sử đã chứng minh, Điện Biên Phủ đã chứng minh. Thưa quý vị, ta học sử và đọc sử, như tôi nói, suy cho cùng là để ứng dụng vào chính đời sống của ta. Cho nên hôm nay khi nhìn lại trận Điện Biên Phủ, tôi xin mạn phép để rút ra 4 bài học. Nói là cho những bạn trẻ đang hoang mang, nhưng thực chất cũng là để cho chính mình, để củng cố thêm cái niềm tin, cái sự chọn lựa của chính mình. Và tôi hy vọng rằng những cái sự chân thành của tôi đâu đó sẽ được quý vị tham khảo, để mà chúng ta cùng sống tốt đẹp hơn, vững tin hơn vào một ngày mai tươi sáng. Xin chào và hẹn gặp trở lại vào những chương trình tới đây.